Hello, xin chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Khiêu Nguyễn Vlog ha. Thì kênh của Khiêu Nguyễn chuyên chủ yếu là về chim cảnh thôi bạn, đặc biệt là những cái dòng chim biết nói chuyện của Việt Nam. Thì Khiêu Nguyễn cũng đem một số những kinh nghiệm mà mình có được trong quá trình mình chăm sóc chim thú cưng, dù là thành công hay là thất bại, thì Khiêu Nguyễn muốn làm nên những cái video mà nó chân thực nhất để gửi đến toàn thể đại gia đình thân yêu mình biết được về những kinh nghiệm mà nuôi chim, thuần chim, chăm sóc chim và huấn luyện chim như thế nào cho nên được tốt ha. Và để đến với những cái thông tin chi tiết xuất hiện trong video ngày hôm nay thì các bạn cũng nhớ đừng quên nhấn subscribe ngay kênh YouTube của Khiêu Nguyễn Vlog, nhớ đăng ký bật chuông để nhận được những cái thông tin, những cập nhật liên tục về những dòng chim cảnh hàng ngày trên kênh của Khiêu Nguyễn ha. Thì những ngày vừa qua có rất là nhiều anh em hỏi mình là về cái thức ăn và cái thức ăn cho chim thì loại nào là tốt nhất đó. Thì Khiêu Nguyễn bây giờ cũng không biết cái loại nào là tốt nhất đối với cái việc mà những người nuôi chim họ cảm nhận được các bạn. Thì họ nói là có nhiều anh em á, họ ta tâm sự là cắm gà thì nó tốt nhất đó. Cắm gà là nó giống như là nó ăn vào rồi con chim đi phân nó được sạch sẽ đồ này kia nọ. Còn đối với Khiêu Nguyễn thì mình chỉ sử dụng cái loại mà thức ăn nó mắc tiền nhất trên thị trường thôi. Đây là cái loại cắm thái và đây là loại cắm ớt bạn. Thì cắm gà cái với lại cắm trứng thì mình chỉ cho nó ăn cái giai đoạn đầu khi mà con chim nó còn non thôi. Còn khi mà con chim nó đã đủ lông đủ cánh rồi thì Khiêu Nguyễn không cho ăn cắm gà nữa hay là không cho ăn cắm trứng nữa, mà mình có thể làm tập cho ăn cắm thái hoặc giả cho ăn cắm ớt. Thì theo như mình á, cái bịch cắm ớt như vậy thì mình cũng mới vừa mua và mình cũng mới vừa thử nghiệm là mình trộn hai cái loại thức ăn này lại với nhau thử coi là những em chim mình nó có ăn hay không. Nhưng mà kết quả thì thật là thảm hại, là con chim nó chỉ ăn một loại cám thái là mình tập cho nó từ nhỏ tới lớn thôi, và cái cắm ớt này thì nó không ăn bạn đó. Thì nhưng mà cái việc mà Khiêu Nguyễn muốn nói hôm nay á, là cái bịch cám ớt này nè, các bạn nhìn 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 kỹ nè, để mình bỏ cái này xuống thì các bạn nhìn kỹ về cái bịch cám ớt này nè, nó rất là dễ bị nát bạn. Các bạn mua một bịch chứ các bạn cho ăn tầm khoảng chừng là cả 70%, còn 30% còn lại là nó nát hết rồi. Cái này không biết là cái nơi sản xuất ra nó như vậy hay là ở những cái cửa hàng, ở những cái cửa tiệm người ta bán như vậy thì mình không biết ha. Thì mình cũng cảnh báo với tất cả các anh em luôn là nếu mà ai đang cho những cái dòng chim mình ăn cái loại cá mớt này thì mình cũng nên lựa ha. Tại vì khi mà mình mua mình thấy nó nát nhiều quá thì mình nên đổi lại. Còn nếu mà mình mua về rồi mình đem mình đổi thì sẽ không được bạn. Đó thì anh em cũng nên chú ý cái vấn đề này. Tại mua mà nó còn nguyên viên nguyên hạt á thì mình cho con chim mình ăn nó rất là dễ dàng. Còn cái việc mà nó nát hết á, nó nát hết á thì mình cho ăn nó không ăn bạn, giống như là nó thành bột rồi á. Thì con chim nó mình đổ vào nó thì con chim nó sẽ không ăn, là các bạn sẽ phí đi một cái phần đó ha. Đó thì anh em nào mua cái cám ớt nè thì mình cũng nên là chú ý cái việc mà coi cái bịch cám nó có nát hay không. Đó. Thì thôi Khiêu Nguyễn làm cái video này để nói chung là cảnh báo với mọi người về cái việc mà trộn hai cái loại thức ăn lại chim nó có ăn hay không, và cái bịch cám ớt nè là muốn cảnh báo với tất cả anh em nào nuôi chim mà đang vừa sử dụng cám ớt nè thì khi mà mình ra tiệm mình mua thì mình phải chú ý thử coi là cái bịch cám nó có nát hay không ha. Để mà nó mà nát á, thì về mình cho ăn không được, nó thành bột rồi thì nói chung là mình đổ vô cống hay là cho cái đó là chỉ phấy ra trộn với nước sền sệt để đút cho những con chim non thôi, chứ những con chim lớn là nó sẽ ăn cái loại cám mà nguyên viên thôi, nó không ăn cái loại cái bột mà. Thì thôi một lần nữa Khiêu Nguyễn cũng xin cảm ơn toàn thể đại gia đình thân yêu đã quan tâm và theo dõi cái video của mình. Chúc anh em và mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt mọi người.